cắt cài đặt thẻ SIM trên máy Philips S326. Các bạn nhập một cài đặt, sau đó chọn một thẻ SIM. Trong này thì các bạn có thể bật tắt SIM, như là SIM không thích dùng nào các bạn tắt SIM đó đi. Rồi, dùng bật lên lại. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có cả những tính năng gọi là cuộc gọi. Thì các bạn chọn là mỗi lần hỏi, mỗi lần gọi thì nó sẽ hỏi mỗi lần rồi. Còn tin nhắn cũng vậy, hỏi mỗi lần gửi. Còn thẻ SIM chính thì các bạn phải chọn là SIM 1 hoặc là SIM 2. Còn SIM chính này thì nó sẽ quy định cho các bạn là chọn SIM di động ha. Còn SIM dữ liệu này các bạn thường sẽ chọn SIM 1, hoặc các bạn có thể thay đổi các bạn chọn SIM 2. Vậy là mình đã cài đặt thành công chế độ là thẻ SIM trên máy Philips S326.